Cô chủ, cô có cần tôi phụ giúp gì không? Chào chị. Nè chị có bán nhiêu đây thôi sao? Tôi biết đồ chị là hàng hiệu, nhưng mà mua hàng hiệu vô ngâm vốn lâu, chết vốn khó làm ăn lắm. Chị có thể tính thêm cho tôi chút ít nữa được không? Bây giờ hàng hiệu khó bán lắm chị ơi, chị biết đó, hàng mắc cao móng cái y chang như hàng thật, mà giá của nó thì một trời một vực so với hàng hiệu, nên hàng hiệu mua vô rất khó bán. Sao? Chị không muốn bán hả? Vậy tôi trả lại cho chị nha. Ừ, không. Tôi bán cho chị. Có gì thì nhớ ghé tôi nữa nha. Ủa, Trâm, ngồi xuống đây con. Sức khỏe con thế nào? Mẹ gọi điện cho con mấy lần mà cô giúp việc cứ nói con đi vắng hoài à. Mẹ lo cho con quá. Trán con sao vậy? Chồng con đánh con hả? Con không sao, mẹ đừng lo cho con. Sao nhà cửa bề bộn thế này mẹ? Có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì đâu. Con đừng lo. Mẹ à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Do ba mày đó chứ ai. Bọn chủ nợ tới, ba con không có nhà, tụi nó lục tung hết lên. Bà thật quá đáng. Mẹ có sao không mẹ? Mẹ không sao. Mẹ lấy số tiền này để cho ba trả nợ đi. Còn số còn lại mẹ hãy giữ lấy để lo việc nhà. Minh Hoàng cho con tiền hả? Mẹ đừng hỏi nhiều làm gì. Mẹ cầm đi. Nếu ba về mà không có tiền trả nợ thì khổ lắm. Ông ấy sẽ gây lộn với mẹ đó. Trâm, con về đó hả? Cứu ba với, cứu ba Trời với, ơi, cứu ba ông ơi, với. ông nhìn hậu quả đi. Ông chỉ hạnh phúc khi người ta phá nát căn nhà này phải không? Bà đừng cằn nhằn nữa. Con gái của chúng ta đã đem tiền về đó, bà không thấy sao? Tiền cứu nguy của ba đâu rồi? Con gái của ba, đưa đây cho ba. Ông có lương tâm không? Đừng cờ bạc nữa được không vậy? Nếu không cả nhà sẽ ra đường ở đó. Tôi nuôi nó lớn lên, nó phải đem tiền về cho tôi chứ. Đưa đây. Đây nè, ông để cho nó yên đi. Ủa, sao ít có vậy? Hả? Đây là những hết gì mà rồi. con có đó ba. Con nghĩ ba sao vậy? Ba con nít hả? Con ở trong cái nhà bự giàu sang vậy mà con đưa ba vô đây tiền hả? Tiền nữa đâu? Đưa tiền ra đây. Đưa đây. Đưa ơi, cho tôi. Cái này là tiền để lo cho cả nhà. Quay đá cái gì? Đáng lẽ con phải đem tiền về sớm hơn đưa cho ba. Lại Nói đây. cái nỗi này mà tính ra. Mẹ. Mẹ có sao không? Mẹ có sao không mẹ? Mẹ không sao. Mẹ. Ê, xin lỗi mà tới trễ. Ủa, Trắng bồ bị sao vậy? Minh Hoàng đánh bồ hả? Mình không phải do anh ấy đâu, chỉ là do mình bất cẩn nên té trong nhà tắm mà thôi à. Mình không tin. Mình biết hắn ta là một gã vũ phu tàn bạo. Mình tin là anh ấy sẽ thay đổi mà. Mỗi lần gặp lại bồ, mình lại thấy bồ đau khổ. Mình vô cùng căm ghét những gã đàn ông dùng bạo lực với phụ nữ, nhất là với vợ. Hơn nữa bồ lại là nạn nhân. Mình và anh ấy chỉ có một hiểu lầm nhỏ thôi mà. Không nương tựa vào anh ấy, mình cũng không biết làm gì nữa Thảo à. Bồ yếu đuối quá, không việc gì phải sống nương tựa vào người khác như vậy. Qua cơn đau khổ sẽ đến hồi hạnh phúc mà Thảo. Bích Trâm, số phận nằm trong tay của mình. Bồ cần phải học cách chiến đấu vì hạnh phúc của bản thân mình chứ.
Nói chuyện của mình như vậy là đủ rồi. Chuyện bồ và anh Minh Toàn sao nè? Anh ấy đã cầu hôn mình. Thật sao? Bồ đã chấp nhận chứ? Chúc mừng nha. Cảm ơn bồ nha. Còn Thành Nghĩa anh sao? Anh ấy suy nghĩ như thế nào? Thái độ anh ấy như thế nào? Anh ấy vẫn còn nuôi hy vọng về mối quan hệ của hai đứa. Nhưng mình không tin mối quan hệ của mình và anh ấy sẽ kéo dài được lâu. Càng lâu chỉ càng đau thêm. Nhưng mà mình thấy bồ và Thành Nghĩa là một cặp xứng đôi. À, bồ đừng hiểu lầm. Mình không có ý nói là Minh Toàn không tốt. Mình tin Minh Toàn là người có thể đi cùng mình đến suốt cuộc đời. Thành Nghĩa phải chấp nhận những gì mà tính cách anh ấy tạo ra. Nhưng mà tính tình của Thành Nghĩa cố chấp quá. Mình e là... Chẳng phải Mai Phương rất xứng đáng với anh ấy hay sao chứ? Mình vẫn hy vọng anh ấy sẽ chấp nhận Mai Phương. Cũng mong là như vậy đó. Bây giờ bồ đã tìm được người chồng tốt cho bồ rồi. Mình cảm thấy hạnh phúc thay cho bồ đó. Cảm ơn bồ nha. Sao bà không về nhà sớm hơn? Ông chủ gọi về mà không gặp bà, ông ấy nổi giận lắm. Vậy hả? Ông ấy nói á, khi nào bà về á thì gọi điện thoại cho ông ấy ngay lập tức. Bà nên gọi cho ông ấy đi. Chứ không thôi ông tưởng tôi không báo cho bà, ông la tôi chết. Nếu bà biết sợ á thì bà ở nhà đi, đừng đi ra ngoài nữa. Alo. Alo. Cô đi đâu vậy? Không phải tôi đi dặn cô nhà không được đi đâu sao? Dạ em. Cô tới nhà mẹ cô nữa phải không? Tôi đã nói rồi, không được quan tâm tới họ nữa. Sao cô không nghe? Dạ không phải vậy. Em đến bệnh viện xin ý kiến của bác sĩ. Thật không? Dạ thật vậy mà. Cô đừng để tôi phát hiện là cô nói dối nghe chưa? Dạ. Xin chào. Anh tới tìm chị Phương Linh hả? Phải. Chị không có ở nhà. Cô ấy có nói đi đâu không? Chị đi đâu em cũng không biết nữa. Em có hỏi mà chị không có nói. Cô ấy có nói khi nào về không? Em cũng không biết nữa. Nghe chị nói là đi đổi gió cho khuây khỏa tâm hồn. Còn khi nào về thì em không biết. Cô ấy hay đi đổi gió lắm hả? Dạ không. Sáng nay em thấy anh Minh Toàn ghé. Hai người nói gì với nhau á. Khi anh Minh Toàn về, chị khóc nhiều lắm rồi bỏ đi luôn à. Chị cảm ơn em. Khi nào cô ấy về thì nhớ gọi điện cho anh nha. Dạ. Hắn mất tích rồi sao? Anh có đùa không đó? Tôi không rảnh đi đùa đâu. Mấy hôm nay tôi tìm hắn khắp nơi. Còn Hàng thì sao? Chú cũng mất luôn rồi. Trời ơi. Một phần trong đó là tiền của tôi đó. Thằng Nhân kìa ông. Kìa con. Có chuyện gì sao không lại quán phở nhà mình mà ra đây nói chuyện gì con? Dạ đâu có gì đâu. Dạ ba mẹ qua đây. Ba qua đây. Qua đi mẹ. Ba qua đi ba. À ba mẹ à, tụi con đang bàn chuyện nâng cấp quán phở của mình lên một tầm cao khác. Vậy hả? Đơn chị thì hay lắm đó. Dạ ba mẹ uống nước nha. Ừ. Cho nước uống chị ơi. Ông à, có cô giáo Hoài Thanh bên cạnh ấy, nó thay đổi nhiều lắm. Ông thấy chưa? Tôi biết rồi. Phải chi ngày xưa bà được vậy thì hay biết mấy.
ông này. Chúng ta có thể nhờ luật pháp can thiệp không? Tôi đã tin lời anh ta, không có giấy tờ gì minh bạch cả. Đó, tôi đã nói với anh rồi, làm ăn là phải có luật sư, được luật pháp bảo vệ là vô cùng quan trọng. Tôi muốn tiết kiệm cho chúng ta một ít tiền. Tôi nghĩ anh là người có kinh nghiệm trong kinh doanh, nên tôi tin anh. Anh đang gây sức ép với tôi đó hả? Anh biết đó, tôi phải giấu ba tôi cầm nhà vay tiền để làm ăn. Bây giờ tôi phải nói sao với ba tôi đây? Tôi cũng mất tiền vậy. Trời trời, anh nói gì sao được? Giờ làm sao tôi có thể trả hết nợ được đây? Tại sao lại hỏi tôi? Mình cũng hỏi cùng thủy với nhau mà. Tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền vào các công chuyện đó, vì anh nói hắn ta là người đáng tin cậy mà. Trời ơi anh ơi, làm ăn phải có rủi ro chứ. Bây giờ anh đổ hết lên đầu tôi đâu có được. Tôi cũng là nạn nhân mà. Thôi được rồi, tôi đồng ý. Thôi bây giờ chúng ta cùng nhau giải quyết cho em được không? Tôi có việc bận rồi. Quang, Quang, Quang. Tại sao anh lại có thể vô trách nhiệm như vậy? Có chuyện gì vậy con? Chuyện gì vậy con? Ba mẹ. Dạ không có gì đâu, tụi con mỗi lần nói chuyện là vậy á. Ba mẹ. Con. Ba mẹ uống nước đi, để con kêu. Nó chưa đem tới hả? Chị ơi, cho nước uống đi. Chờ con chút. Nhưng à con. Chuyện đâu còn có đó bà ơi. Đây là món ưa thích của em. Em ăn nhiều một chút nha. Cảm ơn anh. Anh đang nghĩ ra chuyện của chị Phương Linh à? Đã đến lúc phải cho cô ấy biết về mối quan hệ của chúng ta. Có nhất thiết phải vậy không anh? Sớm muộn gì cô ấy cũng biết thôi. Nhưng chị ấy xem em như một người bạn thân. Nếu chị ấy biết em là bạn gái của anh, chị ấy sẽ bị sốc. Nếu để cô ấy tự biết được thì còn sốc hơn nữa đó. Nhưng bây giờ chị ấy đang rất mệt mỏi. Anh có nghĩ nói lúc này là hợp lý không? Thạch Thảo à, anh muốn mọi chuyện đều rõ ràng. Cô ấy biết anh có bạn gái, và anh muốn cho cô ấy biết em chính là bạn gái của anh. Chị ấy có thể sẽ không chấp nhận được điều này anh à. Em đừng lo, anh sẽ cẩn thận mà. Thôi mang đi. Anh có biết Phương Linh ở đâu không? Phương Linh có chuyện gì hả? Lúc nãy tôi có đến nhà, nhưng không có gặp cô ấy. Hỏi Cẩm Nhung thì cô ấy nói Phương Linh đi đâu cô ấy không biết, nên tôi mới đến tìm anh nè. Anh có biết cô ấy đi đâu không? Nếu tôi biết tôi đến tìm anh làm cái gì? Nãy giờ tôi điện thoại cho cô ấy mà số cô ấy báo là không liên lạc được. Nếu có tin tức của Phương Linh, nhớ gọi điện báo cho tôi nha. Được rồi, nếu có tin tức của Phương Linh tôi sẽ báo cho anh. Thạch Thảo, Phương Linh mất tích rồi. Sao? Đại ca, làm gì buồn vậy đại ca? Qua kia chơi với em vài cơ đi cho đỡ buồn. Tìm người khác chơi đi, hôm nay tao mệt. Kiểu này á chắc đại ca thích tình đây. Đại ca, đi làm vài cơ chơi với tụi em cho vui đi. Tụi bay chơi đi, hôm khác rồi tính, hôm nay tao cũng có hứng. Đi chơi với người khác á tụi em không thích, em thích đi chơi với đại ca thôi. Tao đã nói là không chơi rồi mà. Thank you.
Dạ không, tôi không thấy. À, không, không biết. Cô gái đi xe máy. Cảm ơn nha. Hả? Phương Linh. Gì vậy? Xin lỗi. Không sao. Chúng tôi đồng ý kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất ở phía Bắc. Chúng ta sẽ bàn chi tiết cụ thể hơn khi nào kế hoạch chuẩn bị xong. Tôi hy vọng phi vụ này sẽ thành công tốt đẹp. Chúng ta sẽ gặp lại sau nha. Xin chào. Chào ông. Chào ông. Chào anh. Chúng ta đến đây vì dự án mới của công ty. Nhưng nhìn xa hơn thì những cuộc thương lượng của chúng ta có liên quan đến kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất. Cậu vẫn chưa hiểu à? Với hợp đồng này, chúng ta sẽ chuẩn bị một công ty mới ra đời. Lúc đó, tôi sẽ làm tổng giám đốc. Ông định rút khỏi công ty Thuận Tam. Đó là kế hoạch của tương lai. Lúc đó, vị trí của cậu cùng mức lương của cậu ở công ty mới hấp dẫn và thú vị hơn nhiều. Tại sao lôi tôi vào một việc quan trọng như vậy mà không hỏi kiến tôi trước? Cậu nên nhớ, số tiền mà cậu làm tôi thua lỗ cổ phiếu vẫn còn đó. Tôi có thể đưa cậu ra tòa bất cứ lúc nào. Chỉ cần cậu giúp tôi trong phi vụ này, tôi sẽ xóa nợ cho cậu. Lúc đó, trong tài khoản của cậu sẽ có những con số không tồi đâu. Tôi tin với tài năng của cậu, cậu sẽ làm tốt những gì tôi đã giao. Cạn. Rồi để ta xóa óc đi em. Xin lỗi, cô có thấy cô gái đi xe lăn tóc dài cỡ này không? Dạ em không thấy. Cảm ơn cô. Dạ. Đi vô trong có nhiều cảnh đẹp kìa em. Dạ. Giá vật tư đang tăng cao từng ngày đó, anh biết chưa? Anh không biết phải làm sao nữa. Hy vọng sắp tới giá vật tư sẽ giảm xuống. Chúng ta đầu tư vào xây dựng ngay đúng lúc giá vật tư đang leo thang, đúng là một sai lầm. Lần này khó khăn chồng chất, anh định làm thế nào? Em à, ở đây Phương Linh không có bạn bè và người thân, cô ấy có thể đi đâu được chứ? Chúng ta đi tìm chỗ khác được không? Thank you.
em xin lỗi. Em ra đi không một lời từ biệt. Anh có cảm thấy em đã chọn một con đường hèn nhát không? Mỗi buổi sáng em thức dậy với hy vọng có thể gặp anh. Và hàng đêm đi ngủ, em cũng hy vọng như vậy. Anh có ý gì về những điều em nghĩ không? Em biết, nếu em ra đi, em sẽ không còn làm tổn thương mình và làm phiền anh nữa. Minh Toàn, đừng lo lắng là điều gì sẽ xảy đến với em. Anh đã làm tất cả những gì có thể vì em. Anh bảo em phải đứng lên, em cần có ai đó bên cạnh. Từ khi cô đơn đến giờ, em đã học cách đứng trên đôi chân của chính mình. Em sẽ phải tự lo cho quãng đời còn lại của mình. Em đoán rằng em sẽ không thể giữ lễ cưới của anh. Em chỉ ước nguyện một điều, chúc cho hai người hạnh phúc. Mèo của Phương Linh hả? Ừ. Mình ra ngoài kiếm gì đó để ăn tối nay nha anh. Anh không có thấy đói. Thì đi uống cà phê hay vào bờ hồ cũng được. Anh không thấy hứng thú. Anh vẫn còn lo cho chị Phương Linh à? Cô ấy nói cô ấy thấy cô đơn và cần giúp đỡ. Nhưng cô ấy không muốn làm phiền anh. Đó là lý do cô ấy ra đi. Lo lắng đâu có ích gì. Anh cũng không thể làm được điều gì mà. Chúng ta có thể đi tìm cô ấy không? Những nơi chị ấy thường lui tới mình đã đến. Thậm chí mình còn lên tận đây để tìm chị ấy. Anh nói đi, bây giờ chúng ta phải tìm chị ấy ở đâu nữa đây? Minh Toàn, có vài điều em muốn anh phải biết. Em biết anh đang cảm thấy mâu thuẫn. Anh thấy mình có lỗi vì tai nạn mà anh gây ra cho chị ấy. Và anh nghĩ rằng anh cần phải có trách nhiệm với chị ấy. Nhưng anh có nghĩ tới những cảm nhận của em không? Vị trí của em là ở đâu trong khi anh vẫn băn khoăn giữa tình yêu và trách nhiệm? Thanh Thảo à, em đừng có hiểu lầm. Cô ấy là thành viên trong gia đình của anh. Anh còn không dám chắc chị ấy có ý nghĩa như thế nào với anh. Từ khi chị ấy ra đi, anh không còn là anh nữa. Anh đã thật sự ngã gục khi đứng trước ngã ba đường. Cô ấy bị tai nạn như vậy là do anh. Anh đã hứa với ba là chăm sóc cô ấy suốt đời. Hai chữ trách nhiệm của anh đối với chị ấy thật là mạnh mẽ. Vậy anh sẽ chịu trách nhiệm với chị ấy suốt đời sao? Minh Toàn, trái tim của anh luôn nặng hai chữ trách nhiệm đó. Em không thể nào chịu đựng được điều đó. Thạch Thảo à, em nghĩ có lẽ anh nên làm những việc mà anh cho là phải làm đi. Em trả lại tự do cho anh, để anh có thể đi tìm lại quá khứ của mình. Tình yêu không chỉ có cô đơn, tình yêu em đã hy sinh anh từng lần, cứ sao chỉ là nỗi cô đơn. Vòng tay ấm áp chỉ là giấc mơ, nụ hôn chỉ là giấc mơ. Tình là hạnh phúc xa xôi nơi này, mơ xa xôi nơi này.
yêu thì yêu cho biết mà sao. Cho dù ta biết sẽ trong tình yêu muốn đi vẫn là cười bao lúc mắt. Em sẽ yêu đến suốt cuộc đời, biết anh tương lai đôi mắt chung đời. Em sẽ yêu đến suốt cuộc đời, tìm lại tháng ngày đã về. Tình yêu không chỉ có cô đơn một mình, có em và bao nụ cười. Tình yêu em đã muốn sắc anh từng người, có sao chỉ là nỗi cô đơn. Vòng tay ấm áp chỉ là giấc mơ, nụ hôn chỉ là giấc mơ. Tình đã hạnh phúc xa xôi ngày nay, mãi xa xôi ngày nay. Yêu thì yêu chẳng nghĩ mà sợ, cho dù ta biết sẽ không. Trong tình yêu muôn kiếp phân lần, nụ cười và bao nước mắt. Em sẽ yêu đến suốt cuộc đời, biết quên tương lối đôi tâm chung đường. Em sẽ yêu đến cuộc đời, tìm lại tháng ngày đã qua. Chị vừa ra ngoài về à? Chị khóa phòng của chị đây. Cảm ơn em nha. Dạ. Chị có cần em giúp đỡ gì không ạ? Cảm ơn em, chị tự làm được rồi. Chị đi một mình à? Không, chị đi cùng với một người em gái, nhưng nó có công việc nên phải về thành phố trước rồi. Dạ. Dạ chào ông. Ông mới đi Hà Nội về hả? Ừ, chào cô. Chào anh. Cô thấy Thạch Thảo tới chưa? Dạ, cô Thạch Thảo xin phép nghỉ mấy ngày nay rồi ạ. Dạ, cảm ơn. Ủa, Thảo, anh nghe nói em xin nghỉ phép mấy bữa nay, có chuyện gì sao? Không có chuyện gì hết, em xin nghỉ phép để giải quyết chút công chuyện thôi. Có chuyện gì không anh? À, không, em đi một mình à. Thảo, không phải bữa nào Minh Toàn cũng được đi làm sao? Dù đó có gì quan trọng à? Cho dù mọi chuyện gì chúng ta đã kết thúc rồi, nhưng em cũng không thể ngăn anh quan tâm tới em được. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà. Em đi làm việc đi. Thảo, nếu như anh không lầm thì người đã đến hôn không bao giờ thấu nhận của tôi, trừ phi người đó có ý định từ hôn. Có thể em để quên nó ở đâu đó. Em mà cũng có lúc lơ đến vậy sao? Đặc biệt đó lại là một việc quan trọng như vậy. Con người ta ai chẳng có lúc nhầm lẫn. Nhưng em cũng muốn anh biết, cho dù chiếc nhẫn có rời khỏi tay em thì em cũng không có ý định đeo lại chiếc nhẫn cũ đâu. Minh Toàn, có chuyện gì không? À, tôi chỉ hỏi thăm thôi. Bởi vì tôi nghe nói là có người bị vợ sắp cưới trả lại nhẫn thì phải. Anh đã bắt thông tin cũng nhanh quá ha. Nhưng tôi muốn nhắc cho anh nhớ, bây giờ là trong giờ làm việc của công ty. Anh yên tâm đi, tôi sẽ không làm mất thời gian của anh vào công ty đâu. Anh đừng có xí cho chuyện của chúng tôi được không?
Đây không phải là chuyện của chúng tôi mà là chuyện của chúng ta. Nếu anh cảm thấy không thể mang lại hạnh phúc cho Thạch Thảo thì anh buông tay đi. Cảm ơn anh. Tôi làm điều gì không cần anh phải nhắc nhở đâu. Tôi đã nói với anh điều này chưa vậy? Tôi chưa hề có ý định buông tay. Thảo, sao chuyện của chúng ta em lại đi kể người khác nghe vậy? Anh đang nói gì vậy? Đơn giản là anh không muốn người khác xen vào chuyện của chúng ta. Sao anh có thể nghĩ em như vậy được? Anh hai, ba mẹ đâu rồi? Mẹ đang ở trong bếp á. Còn ba ra ngoài có chút chuyện rồi. Ủa, bữa nay trong công ty em có chuyện gì vui sao? Đâu có. Nhưng anh cảm thấy tâm trạng em rất tốt. Anh hai, mình ra ngoài uống vài chai đi anh. Có phải chuyện liên quan tới Thạch Thảo không? Thảo cũng đã nhận lời cầu hôn của Minh Toàn rồi. Em cũng đừng để Thảo khó xử nha. Thảo đã trả nhẫn cho anh ta rồi. Em vẫn còn cơ hội mà. Hả? Ai nói với em? Tại sao Thạch Thảo trả nhẫn? Điều đó có quan trọng gì đâu. Em chỉ biết rằng đó là một thông tin tốt cho em thôi. Em quá ích kỷ. Nếu em thật sự còn yêu cô ấy, em phải biết nghĩ cho cô ấy chứ. Chắc Thạch Thảo đang rất buồn. Em đã không an ủi cô ấy mà còn chấm dầu vào lửa nữa hả? Sao nổi nóng với em? Em không để mất Thạch Thảo như vậy đâu. Hai anh em đã sao rồi? Về tới nhà là ấm sùm mà. Con mau đi tắm đi chuẩn bị ăn cơm. Bà con sắp về tới nơi rồi đó. Dạ. Ôi, mẹ. Con ăn gì chưa? Mẹ nấu súp mang lại cho con nè. Con ăn rồi mẹ. Để đó lát tối con ăn sau cũng được. Con có chuyện gì hả? Không có gì đâu mẹ. Con tưởng con có thể giấu được mẹ sao? Thằng Nghĩa đó nó hết với mẹ rồi. Con phải làm sao đi hả mẹ? Con hãy bình tĩnh. Mọi chuyện đều có hướng giải quyết hết á. Bây giờ con kể cho mẹ nghe đi. Con không biết lựa chọn của mình có sai lầm hay không nữa. Đôi lúc con cũng không thể hiểu nổi anh ấy đang nghĩ gì. Mẹ hiểu mà. Tình yêu không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái hết á. Nhưng mẹ hỏi thiệt con đã suy nghĩ kỹ trước khi trả nhẫn cho thằng Toàn chưa? Trong ánh mắt của con đã hiện lên là con còn rất yêu thằng Toàn. Có gì á, hai đứa phải nói chuyện thẳng thắn với nhau. Tụi con đâu còn có nít nữa. Thạch Thảo,
cho anh xin lỗi chuyện sáng nay được không? Thảo, sao không mời bạn vô nhà chơi con? Dạ con chào bác. Chào con. Vô ghế ngồi đi con. Hai đứa định đứng đó tới bao giờ hả? Mẹ không biết là giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà nếu hai đứa thật lòng yêu thương nhau á, thì phải biết thông cảm và tôn trọng nhau chứ. Con có nghe không? Mẹ đi về đây. Con có đói thì ăn súp nha. Nhưng mà nhớ là phải hâm lại cho nóng đó. Dạ. Bắt về nghe Toàn. Dạ, để con bác. Đưa mẹ về. Thôi được rồi, để mẹ đi taxi cũng được. Bây giờ mình về khách sạn, xin mời mình đi ăn nha. Giờ trưa nắng quá. Anh, sao cô gái đó mà ngồi đây một mình vậy? Sao lại không có? Nè, làm gì mình chăm chú như vậy? Đừng to tính gì đây? Em nói tầm bậy tầm bạ quá. Người đó là bộ của đại ca Tuấn Anh đó. Để em gọi cho đại ca nè. Ủa sao kỳ vậy ta? Điện thoại của đại ca còn hoài không được. Thôi kệ người ta đi anh, mình đi. À, anh mới về, anh đưa đây. Mai Phương đưa em. Mai Phương nói với em là đi chơi với bạn rồi anh. Vậy à? Anh đi tắm đi, hôm nay em biết anh về sớm cho nên làm những món anh thích đó. Vậy hả? Dạ. Thôi mình qua ăn luôn đi, ăn xong dạ. Rồi tắm cũng được. Chị Thúy ơi. Dạ. Dạ ông chủ. Ừ. Dạ. Chị dọn cơm nha. Dạ dọn rồi. Mình đi anh. Chị Thủy. Dạ ông chủ. Cất giùm. Dạ. Cái chiên ngon quá. Em ăn đi. Em sao vậy? Hả? Em sao vậy? Chị Thủy, mở xe cấp cứu giùm. Em ngồi đây. Em bị sao vậy? Bác sĩ. Chào ông. Vợ tôi có sao không bác sĩ? Không sao hết, chỉ tại cô ấy quá yếu thôi. Xin chúc mừng ông nha, cô ấy đã có thai được 5 tuần rồi. Vậy hả? Ừ. Đứa bé có khỏe không? Nó có sao không? Bào thai phát triển rất tốt, nhưng vợ ông thì quá yếu. Ông nên chăm sóc tới cô ấy. Tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý chăm sóc cô ấy thật tốt. Tôi sẽ kê thuốc bổ máu và vitamin. Nhớ đừng cho cô ấy giác nặng đó nha. Dạ. Khi nào thấy cô ấy không khỏe thì nhớ đưa cô ấy đi khám bác sĩ. Đừng tùy tiện uống thuốc. Trong thời gian này hãy cẩn thận hơn. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ cứ kê đơn thuốc bổ nhất cho cô ấy và đứa bé. Ừ. À, bác sĩ cho tôi hỏi, đứa con trong bụng là trai hay gái vậy? Còn quá sớm để nói về vấn đề này. Ông cứ đi vào chăm sóc cho cô ấy đi.
Dạ, cảm ơn bác sĩ. Không có gì. Cho gói thuốc. Dạ. Đại ca, sao ngồi một mình buồn vậy? Dạo này em thấy đại ca im lặng lắm đó nha. Có phi vụ làm ăn nào mới không? Chỉ tụi em chứ. Tụi em biến đi, đừng có làm phiền tao. Đại ca, sao này đại ca khó tính vậy? Hay là bị đá này? Đại ca, tụi em giỡn với đại ca chút thôi. À đại ca, hôm bữa tụi em đi chơi ngoài Long Hải, tụi em thấy con nhỏ bồ xinh đẹp của đại ca. Cái gì?